Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo theo lời hứa đã trở lại lần thứ hai để ăn tại Hương Đồng Cỏ Nội. Cùng với chị Vân, đây là chủ nhân của nhà hàng. Thì như vậy, cái lời nói rằng nếu mà các bạn không thấy cái video clip lần thứ hai này, có nghĩa rằng những món ăn ở tại Hương Đồng Cỏ Nội là đồ dở khẹt. Đừng lấy ăn, thấy không? Thì khi mà các bạn thấy video clip này, điều đó là cái câu trả lời thức ăn ở tại Hương Đồng Cỏ Nội ngon hay dở rồi. Bây giờ hôm nay Việt Thảo ăn một bữa ăn, chọn một bữa ăn rất bình thường, như là các bạn khi đến với Hương Đồng Cỏ Nội mình có thể order được. Thì bây giờ hôm nay chị Vân có thể cho biết là mình ăn những cái món khai vị nào và món chánh là cái gì. Dạ, hôm nay em mời anh Việt Thảo dùng món thứ nhất là món ốc len xào dừa anh ha. Ốc len xào dừa. Rồi. Dạ, xong rồi chêm chép. Xong rồi mình ăn nghêu hấp xả đi. Nghêu hấp xả. Dạ. Hồi đó giờ có ăn nghêu lá quế, nghêu oyster sauce, XO, nhưng mà nghêu hấp xả. Ủa, nghêu hấp xả đâu có gì lạ đâu, là giống như Việt Nam mình nấu nồi nước xả rồi bỏ nghêu vô sóc thôi. Thôi, lát anh ăn thử đi. Khác ha, nghêu hấp xả. Khác cái vị, dạ. Rồi, gì nữa? Rồi xong rồi món chem chép nướng mỡ hành. Chem chép tức là con gì ta, con gì lắm? Chem chép là con gì, con gì, con mussel phải không? Mussel, yes, cảm ơn, Hồng phải không? Em là Hồng. Lấy đi. Ok, hôm nay Hồng lo bàn này cho anh Thảo nha. Dạ. Rồi, nghĩa là em ở đây đừng chạy đâu hết. Được, cảm ơn. Như vậy là con mussel, là con, mình gọi là con chim chép. Dạ. Con chim chép làm gì anh? Em làm nướng mỡ hành anh. Nướng mỡ hành. Dạ. Cái này thường đâu có gì lạ đâu. Thì anh ăn đi, anh có nói thường, anh ăn thử cái nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội đi rồi anh so sánh lại. Đúng không, anh mới thấy được. Rồi, như vậy mình có 3 món ăn chơi, 3 dạ. Món khai vị. Được, cái món chánh bữa nay là cái gì? Hôm nay em mời anh Việt Thảo dùng món là lẩu cá mú. Lẩu cá mú. Dạ. Con cá mú là sao hả? Cứ thắc mắc hoài. Em không biết là gọi gì mà con cá đó nó bự lắm anh Thảo. Một con cá đó là nó 20 mấy pound lận rồi nha. Rồi, hiểu rồi. Đó, em không biết là mà em nó biết gọi là anh cá đi Darwin ở Úc Châu đó. Dạ. Con cá mú nó chuyên môn, nó lội lặn dưới dòng sông. Dạ. Mà khi mà mình bắt được con cá mú mổ bụng trong đó em biết cua nha. Nó dạ, ăn cua, dạ. Mà ăn cua sống. Dạ. Tụi anh lấy thử cái cua chết thảy xuống dưới câu không được, mà bỏ cua sống móc vô cái lưỡi câu câu thì cá mú nó ăn bự dạ. Lắm luôn. Đúng rồi, và con cá mú nó mạnh đến độ này nè, có khi mình câu con cá bình thường mình kéo lên tới mặt nước dạ. Mình chưa có đem lên, nó nhào thèm nó táp con cá đứt đôi ra wow. Luôn cũng nó mạnh dữ lắm luôn dạ. Dạ. Khi nó ăn đó nó kéo dây câu thẳng cứng luôn, có thể đứt dây, rất là mạnh. Rồi vì vậy mình ăn lẩu cá mú ăn dạ. Với bún. Ăn với bún với lại cái rau á thì nó nhiều loại rau trong đó anh. Dạ, như vậy đủ no rồi. Nhưng mà cái nước súp của nó lạ lắm. Anh lát anh ăn thử đi cái nước súp để làm lẩu á. Hương Đồng Cỏ Nội dạ. Thì có gì đâu còn lạ mà cứ lạ dạ hoài. Không, anh cứ ăn thử đi rồi anh biết không? Ok các bạn. Dạ. Vậy hôm nay nha, mời các bạn, nhất là những người Việt Nam, khi mà thường hay hỏi Việt Thảo qua email, qua số điện thoại hay là text message. Anh Thảo ơi, em về Little Sài Gòn ở Cali, bây giờ đi đâu ăn ngon? Các bạn cứ xem những cái chỗ nào Việt Thảo ăn ngon thì cứ dịch đến, bảo đảm luôn nha. Hôm nay mình sẽ ăn chơi trước, ăn khai vị trước. Dạ. Những cái món ốc len. Ốc len. Ôi trời, cái này mấy bà sẽ thích lắm luôn. Nói mà em ăn. Rồi, ốc len xào dừa. Rồi ăn nghêu hấp xả. Dạ. Nghêu hấp xả. Rồi dạ. Con chem chép. Nướng mỡ hành. Dạ. Và sau cùng là cái lẩu cá mú. Nha dạ. Các bạn. Cùng ăn với Việt Thảo, cùng nhìn Việt Thảo ăn để mà thèm tại Hương Đồng Cỏ Nội ở tại Little Sài Gòn. Cảm ơn Hồng. Len xào dừa. Hình như ở đây thích rau răm hay sao, cái nào cũng có rau răm ha. Mấy cái này rau răm mới ngon chứ anh. Dạ. Em có biết là anh chụp hình anh để lên Facebook đó, người ta khen em đẹp không? Vậy ha anh. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Rồi. Giờ anh ăn cái này đi ha. Anh lấy cái muỗng đi, anh ăn cái nước dừa thử trước nha anh Thảo. Dạ, cái nước dừa đặc biệt lắm. Anh bỏ miếng ớt vô, cho nó cay. Khoan, thử cái nước không? Anh bỏ miếng ớt vô đi. Bỏ ớt vô. Nếu bây giờ ở đây lại kêu không kêu ốc len, kêu nước không được không? Nó béo ngon. Béo quá, vào tại nước dừa mà anh. Dạ.
cái nước dừa, nhưng mà trong đó nó có cái hương vị của cái mùi con ốc len nữa. Dạ. Nó phải có. Anh Thảo ăn xong đi, cái vẫn chỉ cho anh làm cái món này. Dạ. Bây giờ ăn kiểu mới nè. Thường thường vô là người ta ăn liền quả ốc len, anh là ăn kiểu khác à. Anh Thảo bỏ miếng ớt vô, anh Thảo em trộn cho ăn cho ngon. Em thấy anh ăn ớt được mà. Bỏ ớt gì mới ngon anh Thảo. 10 lần nữa đó nghe, kêu bỏ ớt cứ 10 lần nữa. Nó mới ngon. Tại vì em không có dám bỏ ớt vô đây, sợ khách không có ăn á. Còn dạ, mình ăn thì mình bỏ ớt vô ngon lắm. Đó. Cái ớt này là làm ở tại đây luôn, tại nhà. Dạ bà. Dạ dạ. Được. Không. Bây giờ ăn thử nha. Thử con ốc nè. Đâu cần hút đâu, nhẹ nhàng. Dạ, ốc này ngon quá, ăn thử. Có nhiều chỗ á. Hút nè. Hút hoài không ra, cứ dính cứng ngắc. Rồi trở đít lại hút. Không được thổi. Em cũng bắt trước anh. Có một điều có nhận xét quanh ở đây á, cái nước nó không có kẹo. Có nhiều chỗ làm kẹo. Anh Thảo, hôm nay anh không uống rượu đỏ hả? Dạ. Rượu đỏ chứ, rượu chứ, anh em mình uống rượu chứ. Dạ được chứ, đâu sao đâu. Dạ. Cái này đó, mà Việt Nam nó phải có một cái chung nhỏ mà có một cái rượu đế nữa. Dạ, uống cái đó mới. Ồ, cảm ơn em. Dạ, cho cái rượu đỏ. Mình là cũng California đúng không? Dạ. Dạ. Anh thích ăn cái cọng xả nè. Giòn không? Cọng xả giòn. Nhai nó đã cái miệng. Khách đến đây đó, người ta có kêu ốc đen xào dừa nhiều. Dạ nhiều lắm anh. Thường thường ăn mấy cái này khai vị là tới người ta gọi mấy cái này trước. Người ta ăn này xong rồi người ta mới gọi món chính. Cái này đó, nếu mà nhiều người đi chuẩn bị mặc đồ đi đám đi tìm mà lợi ăn đó, vẫn không có sợ dơ tay. Mình có thể dùng cây muỗng mình múc quả ốc len. Dạ. Là mình ăn tại nó dễ hút lắm. Cảm ơn em. Có sợ anh Thảo không? Anh thấy bộ bông miếng ớt cay ngon không? Dạ. Cảm ơn không? Rồi, cảm ơn em nhiều. Mời em. Dạ, mời anh. Mình gặp nhau lần thứ hai. Dạ anh. Nếu mà ăn sau bữa nay mà không có quay một cuốn nữa là bữa ăn, đồ ăn bữa nay dở khẹt. Để thở một chút nó mới ngon. Đúng là cái này mỗi người một cái, mỗi người một dĩa mới sướng. Dạ, nhưng mà người ta ăn có nước dừa nó no, anh cũng ăn chơi chơi chút xíu thôi. Tại thường là khách vô đây anh Thảo mới kêu nhiều món lắm. Dạ. Chứ không phải ốc len này không. Anh thấy cái nước sốt của em không, cái nước dừa không, nó đặc nè. Dạ, cái ngon là cái nước, thật ra ốc thì ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà mình làm ngon hay không là nhờ cái nước sốt á. Có ốc len này chỉ có Việt Nam có hay là nơi khác nó mang đến cho mình nữa? Cái này là nhập lại của Thái Lan đem qua. Đó, thấy chưa? Nó nhiều nguồn cung cấp. Dạ, cho nên có ốc len là những cái vùng đồng bằng, có đồng lúa, có ruộng, có ốc len này chứ không phải là riêng Việt Nam, đúng không? Dạ, dạ. Có nhiều người đó sợ. Giống như cái này là của Thái Lan anh. Bỏ dạ, Thái Lan. Dùng đất mà bị nhiễm độc chẳng hạn thì con ốc nó bị độc theo. Thành ra cái đó mình không sợ, mình có khắp nơi. Dạ. Mà phần lớn bây giờ đó, cái kỹ nghệ bây giờ là ốc len này nó nuôi farm luôn. Dạ. Chứ không phải là bắt tự nhiên. Mà bên này không có ốc len anh à? Bên Mỹ không có ốc len. Dạ, nếu muốn không? Nếu muốn nuôi được, nếu muốn nuôi được. Dạ, tại bên đây trồng lúa được rồi. Dạ. Đúng rồi. Có chút xíu ớt cay ngon. Dạ. Ớt của em cay quá. Anh đang hỏi là coi.
Anh đang kiếm chồng em hỏi lại coi. Anh Thảo có biết khách của em, nhiều người ghiền nhà hàng của em là vì cái ớt đó, anh biết không nha? Thiệt là ngon. Xin lỗi nha, cắn cái miếng cầm này vô. Ăn tự nhiên em nha. Dạ anh. Mình ăn mình còn ăn nhiều món nữa phải không anh? Dạ. Trời ơi, anh hấp đã luôn. Mà hấp gì? Wow. Nói chung là mấy bạn khác ta nghe làm sao? Đó. Mấy bạn khác ta nghe làm sao? Người ta chạy nước miếng hết trơn, hỏi chạy qua hỏi Việt Thảo anh ăn cái gì mà. Chẳng nhân vậy em còn vậy? Còn lấy con ốc mà múc múc miếng nước hấp lại. Ngon. À, đây là ốc len xào dừa. Con ốc là nó chặt sẵn chứ đâu phải mình về mình chặt phải không? Dạ không, cái này nó làm sẵn cho. Làm sẵn hết luôn. Dạ. Nhưng mà thường á, em không biết mấy nhà hàng khác sao, còn nhà hàng của em á, cái ốc này thường thường là Thái Lan nó nhập qua, anh biết không? Nó làm sẵn nước dừa, rau răm, xả chỏng hết. Nhưng mà tụi em về á, tụi em xả cái đó tụi em bỏ đi, không có lấy cái nước của nó. Thành ra con ốc nó còn giống như nó tươi vậy đó, nó khác vậy đó. Xong lúc đó tụi em mới nấu cái nước sốt của em, tụi em mới bỏ vô. Cho nên nó khác, những cái nhà hàng khác là như vậy. Bây giờ thêm cái bí quyết rồi. Dạ. Như vậy cái ốc len xào dừa của Thái Lan nó có bán ở các chợ? Dạ đúng anh. Mà mình nhập cảng vô đó, mình import là cái số lượng nhiều, nó gửi khác. Dạ. Vậy nghe các bạn, nghe cái này hay đó. Mình có thể ra ngoài chợ mua ốc len xào dừa bán nhiều lắm. Đem về, nếu các bạn muốn ăn liền, ok, bỏ vô cho nó nóng ra ăn thôi. Dạ. Nhưng nếu mà kỹ lại đó, mình không thích ăn cái nước sốt của người ta, tại mình đâu có biết đất nước người ta làm như thế nào. Nhưng mà con ốc len thì nó là con ốc thôi, phải không? Sinh vật mà, đổ bỏ cái nước đó đi. Đúng không? Xả cho sạch, dạ. Xả cho nó sạch, rồi bắt đầu mình chơi cái nước cốt dừa của mình. Mình chơi xả được, rau răm. Mình chơi cả lá tắc được, dạ. Lá quýt được, hay là mình chơi lá ổi được, tùy theo mình thích. Nhiều khi nó chát chát chẳng hạn, đó là cái mình thích. Nhưng phần lớn chủ yếu là xả. Có người chơi chút cơm thảo vô cũng được. Rồi nước cốt dừa vô, mình có riêng cái nước sốt của mình. Dạ đúng rồi anh. Cảm ơn em. Anh hồi đó giờ anh cứ nghĩ là ốc len xào dừa ra mua về mình ăn. Dạ không, nó không. Nhưng mà như vậy thì tiệm nào bán giống tiệm nào? Dạ đúng rồi anh. Mà đây tụi em mua về tụi em không có làm vậy, không có để cái nước đó. Tại vì thứ nhất nó để lâu rồi. Mình ăn nó không còn ngon nữa. Còn cái này nước dừa là mình làm nó tươi đó anh. Tụi em là mua dừa mà trong bịch ra, tụi em vắt ra, tụi em làm y như thời xưa bên Việt Nam mình ăn ốc len xào dừa vậy á. Đó là chưa nói ở đây một có cây dừa như Florida nữa, là hái trái dừa xuống luôn đó. Ok, như vậy các bạn đó cùng với Việt Thảo và Vân là chủ nhân của nhà hàng Hương Đồng Quá Nội ăn thử cái món ốc len xào dừa. Bây giờ món ăn chơi thứ hai ngày hôm nay là món, để coi anh nhớ không nghe, hồi nãy em nói là cái con nghiêu hấp xả hả? Dạ đúng rồi anh, nghiêu hấp xả dạ. Nha, dạ. Hồng ơi, cho anh Việt Thảo order cái nghiêu hấp xả. Cái này là nước mắm gừng anh. Nước mắm gừng. Rồi. Hai người chấm chung một cái. Hay luôn cho thêm chén nữa. Thêm chén. Thêm chén nữa ha. Không thôi chấm chung không sao, chị nhỏ. Thêm chén. Ủa, nữa. Đẹp quá để chụp hình cái. Anh chụp hình đó chung dạ. Vô. Dẫn chưa? Bốc khói lẹ để ăn, lẹ hết. Đây là nghiêu hấp xả nè. Đừng có nói bỏ thêm miếng ớt đi. Cái này ăn ớt cũng ngon. Dạ. Tại em thấy anh Thảo ăn ớt quá trời. Em muốn thử cái nước à? Dạ cái nước là tuyệt vời luôn, anh ăn thì anh biết. Bạn xong này, em đi xong rồi em. Rồi, cảm ơn em. Ồ, thường quá. Các bạn biết tôi đang được hưởng cái gì không? Rồi, anh mời. Thường thường mà cái con nghêu mà mình luộc, nước sôi bỏ vô rồi luộc ra thì ăn nghêu rồi xúc vô nước mắm mình ăn cái nước bỏ, chứ không ai húp cái nước nghêu. Tại vì thường thường mà nếu con nghêu không sạch đó, nó bị cát, nó bị lợn cợn, nó bị mặn đủ thứ. Nhưng cái này chắc chắn là con nghêu đó được ngâm, nhả và rửa sạch rồi.
cho nên nó không có bị cát, không có bị những cái bẩn của nó, mà nước nó trong vắt mà thơm ngon, xả ớt thơm cho cơm. Anh biết tại sao mà nó như vậy không? Tại vì nghêu của này của em là tươi, fresh, dạ, chứ không có phải là nghêu. Nhưng mà phải ngâm nó nhả nữa. Dạ. Khi các bạn đến đây đó, coi cái lời Dược Thảo nói đúng không? Đừng có ăn liền, hãy thử cái nước trước. Hãy thử cái nước thiệt là ngon. Mà cái này đó mình ăn hết nhiều mình vẫn húp nước ngon nha. Dạ. Nước ngon quá. Nước ngon thiệt ngon luôn. Dạ anh ăn nghêu đi. Chà. Ăn cho nước mà nha. Nóng. Bây giờ không nước mắm, không nước mắm thử. Thử cái nhiêu không mà. Anh phải bỏ nước mắm vô. Anh bỏ ngập nước mắm vô cái con nghêu anh ăn thử đi miếng. Khoan. À, nó vẫn bị nha. Không, đứng cái đó, nó bể ra, nó bể cái. Đứng nhớ, đứng nhớ. Đây nè. Oh sorry. Con sao đó? Cay quá em ăn không được, cả của anh của anh. Sorry là lỡ chấm vô rồi. Hơi chín em. Nó hơi chín đó. Dạ hơi chín, hơi chín. Như mình hấp vô bung ra. Bung mình đem ra liền. Mà khi nó mở tàn quạt là hơi chín đó. Hơi chín anh ha. Dạ hơi chín. Khi các bạn đến đây ăn á, nếu mình kỹ, mình muốn ăn theo đúng cái sở thích của mình dặn với nhà hàng: tôi muốn ăn vừa chín tới, tôi muốn ăn khi con nghêu nó vừa há miệng, hay là tôi nói ồ tôi ăn sống không được, tôi phải ăn thiệt chín, nên căn dặn một tiếng thì nhà hàng người ta làm theo đúng ý của mình hơn. Còn hơn đến ăn được không giữ ý về buồn. Đi ăn phải vui. Đi ăn để ngon. Dạ, anh, dạ. Chứ đi ăn về buồn ăn chi. Thấy không à? Mà muốn ngon, muốn vui thì mình căn dặn người ta làm theo đúng ý mình thôi. Anh nói thiệt nha. Giữa cái ăn con nghêu và húp nước, anh cho em ăn nghêu đó. Anh húp nước đã. Tại vì ngon. Bao nhiêu nước ngọt nó ra ngay cái nước hết rồi, con nghêu nó ngọt á. Ngon quá. Dạ, nó ra ngay cái nước hết rồi. Mà cái này thiệt là nếu mà ai có cảm bệnh gì húp cái này là giải dạ, cảm liền á. Xả nhiều. Ngon quá. Anh Thảo có biết ngày nào em cũng ăn một bao này không vậy? Em ghiền luôn đó. 11 giờ là em hấp một bao đó, em ngồi em ăn chén mắm gừng rồi đó. Không ăn lên. Mà cái này diet được. Không bị mập. Dạ, em ăn một bao này vậy. À, thiệt ngon. Thường thường người ta hỏi tại sao chú Thảo ăn thì không nói giá cả bao nhiêu để biết. Đối với anh Thảo không cần. Khi đi ăn đó, ở nhà hàng người ta có định quy định giá cả bao nhiêu nó rõ ràng, trong menu cũng có. Dạ, nằm trong menu hết anh. Khi mà mình thích mình ăn là mình kêu mình ăn. Chứ thật sự bây giờ mình nói là tôi thích ăn nghêu mà thấy sao giá nó hơi mắc cái tôi không ăn. Vậy đi ăn chi? Ăn là mình tìm cái ngon mà. Còn nhà hàng phục vụ người ta bao nhiêu cái nên mà chi phí ra. Ngon lắm, ngon nha các bạn, rất ngon. Anh ăn còn sát ngọt. Ăn như ăn mía đó. Dạ. Nên anh dần khoai cái nước, dần khoai cái nước. Tại cái nghêu của mình nó fast ra, cho nên là khi mình hấp á, nó ra hết ngay cái nước rồi. À ha. Dạ. Bây giờ anh sang kiểu này. Anh sang kiểu này. Anh sang kiểu này. Anh thấy ngon là cái nước chấm nữa nè anh, cái mắm gừng nè, nó ngon là như ngon vậy á. Đây, các bạn sẽ thấy Dược Thảo ăn kiểu này nha. Đừng ai bắt chước tôi nghe. Ăn kiểu này là trong bàn đánh lộn nè. Là tại vì bao nhiêu con nghêu mình lấy vô chén mình hết rồi. Ăn kiểu này là dễ đánh lộn lắm nha. Đó. Thấy chưa? Coi nè. Xỉ. Wow. Đó các bạn, ăn kiểu này nha. Ít có khi ai ăn kiểu này, tưởng tượng ta lấy con nghêu ta múc một con. Như thế này đó, là mình vừa nó có cái chút nước, vừa có cái chút nước mắm. Dạ. Và ăn kiểu này nó đã lắm luôn nè. Năm sáu con vô một cái luôn. Chưa đủ nước.
Ngon quá. Anh bỏ trong chén ăn cho nó nè, cho nó nhiều đi. Dạ không đủ quá, ngon quá. Ăn một cái thì mới đã. Chứ ăn từng con nó biết anh nghĩ sao không? Giống như cọp ăn mù mắt. Nó nhỏ. Thiệt là ngon. Thật sự thịt nghêu đều giống nhau. Đúng dạ, không? Dạ. Nó khác là chỗ cái nước thôi. Mà tự giờ nếu các bạn nhìn thấy Việt Thảo ăn thì biết là nó ngon hay dở à. Nó húp hoài, cái nước có húp hoài á. Trời thiếu nước, cái này húp hoài được hoài à. Đó, cứ húp tới vậy đó. Ăn ít thôi để lát còn bụng ăn lẩu, ăn chân chát, ăn húp nước nữa. Thà anh không ăn. Mình ăn cái gì ngon mình ăn, đúng không? Chứ tại sao cái mình đang ăn ngon mình không ăn, mình phải bỏ chờ cái khác. Ngon quá. Thế thôi lời khuyên của em ăn thôi, húp tiếp. Không, trước khi đổ món húp một cái nữa đi. Thiệt là ngon, nước trong vắt. Thì anh ăn nước thì em ăn nghêu. Được. Cái nước nó vừa ăn luôn, em có nêm gì trong này? Phải có nêm cái gì chứ? Mình cho tí xíu muối anh. Dạ, nó hơi mặn mặn. Nhưng mà bình thường con nghêu nó đã mặn. Dạ. Nhưng mà tại mình rửa sạch nó hết mặn, đúng dạ. Không? Mình cho tí xíu muối, tại vì em nói anh là con ốc này nó phát, con nghêu này nó phát. Cho nên cái nước ngọt á, mà tụi anh thấy đâu có phải dạ. Mình đổ nước vô đâu. Mình đậy nắp lại, anh biết không? Khi làm nó ra nước. Nó ra nước vô, nên dạ. Anh ăn cái nước. Anh thấy không? Đổ mồ hôi ót nè. Dạ. Nó ngon vậy đó. Ok, bây giờ mình ăn món kế tiếp nha. Dạ. Món kế tiếp là, để em nói có đúng không? Cái con mà hồi nãy anh hỏi anh Lâm với anh Hiệp á, là cái con nó gọi là con, không phải, anh hay bị lộn cái chữ mushroom là cái nấm. Con này là con là mussel. Con mussel là con chèm chép. Chèm chép. Chèm chép nướng mỡ hành. Dạ, chèm chép mỡ hành. Ok, các bạn. Ăn cái món chèm chép nướng mỡ hành khai vị ngày hôm nay trước khi vô ăn canh. Yes. Úi chà, đẹp chưa, nấm hỏi ngon chưa? Ngon quá. Nấm này ngon quá anh Thảo. Mỡ hành. Mỡ hành. Chèm chép nướng mỡ hành. Chèm chép. Anh nói thiệt á, sau này anh mới nhớ kêu gọi con chèm chép. Từ hồi bước chân qua Mỹ đó, đi câu cá đó, bắt cái con này đó. Ở theo mấy cái chỗ mà tàu nó đậu á, gọi là con mussel. Mussel, dạ đúng rồi. Thành ra mình cứ kêu mussel, sau này hỏi, ủa con mussel là con gì không biết luôn. Bây giờ mới biết nó là con chèm chép. Nhưng cái điều lạ ha, thường thường cái đầu bò là để làm steak. Dạ. Ở đây cái đầu bò dùng để nướng con chèm chép. Dạ, anh biết không, khi mà nướng trên lò là cái này nó nóng nè anh. Ừ. Cho nên khi mình bỏ cái này lên mình nướng khoảng 10 phút nữa thì nó nóng, khi mà anh ăn hoài anh không, nước có nóng. Nhưng mà hoài, bây giờ bóc vô phẩm nha. Không có bóc được đâu. Cái này anh lấy cái này anh. Dạ, dạ, nhưng mà phải vịnh nó chứ. Anh cắt vậy nó tự nó ra luôn. Dạ, 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 dạ. Ui chà. Tự ra đó. Ui chà, đừng để nó tiếp. Anh thấy không? Dạ. Cái này gấp đi, gấp đi anh, để dần cho lên. Nó còn dính cái cục thịt ở dưới. Gỡ cái cục thịt dưới. Không, em nói là em muốn lấy nguyên cái con này ra luôn á. À, lấy nguyên cái con ra luôn. Dạ, bỏ vô cái dĩa này mình ăn nó có cái nước này thì nó mới ngon. Rồi, anh. Rồi, lấy nguyên cái con nha. Dạ. Rồi, anh cầm vô đây. Ha ha, cầm luôn chắc ăn hơn. Nhưng mà cái này anh Thảo ơi, anh phải bỏ nước mắm nhiều, thiệt nhiều vô thì nó mới ngon anh. Anh muốn thử trước không có gì hết. Nó lạc lắm. Mấy anh thử trước thì nó, cái con này thì nó không có ngọt như con nghêu của mình ăn. Dạ. Dạ, nó ngon, nó thơm mà giờ mình nướng lên. Ừ. Anh muốn thử cái hành, cái mỡ, cái tỏi, cái đậu phộng, cái rau răm. Anh ăn không nha. Dạ. Nếu mà ăn theo cái kiểu Mỹ á, dạ. Ăn theo kiểu người Âu Châu, không chấm nước mắm, ăn vẫn vừa ăn vẫn ngon. Tại khi nếu mà dành tan lạc lạc á, còn mình quen mình chấm nước mắm cho nó hương vị đậm đà đó. Cái này anh ăn không nè, rất là ngon, vừa ăn luôn. Cái con chèm chép hay là con mushroom, con mussel, nó được cái là cái cục thịt nó bự lắm, bự hơn dạ. Con bự hơn con nghêu nhiều. Dạ. Bóc được rồi, hiểu bóc được rồi. Bóc nóng lắm anh. Bóc được. Bây giờ là mới bắt đầu là em muốn ăn chấm nước mắm. Anh, dạ. No, no. Anh chan cái nước mắm vô đây. Dạ. Dạ.
xong rồi anh để nguyên con mà anh bỏ vô miệng anh ăn nó mất cắn. Dạ. Nó không dạ anh chan vô nhiều vô xong rồi ăn nó quẹo lên vậy anh bỏ hết vô miệng anh ăn nó ngon nóng 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 rồi cảm ơn cưng. Nè anh ăn thêm một cái này vô cho em cộng rau răm này vô cái thơm mùi rau răm ngon chưa bự quá nhá. Nó bự quá mình ăn mới đã. Ăn vậy mới đã. Em ăn anh Thảo biết không, em để nước mắm cho nhiều lắm. Ừ. Cho nó ngập cho xong rồi em bỏ hết cho miệng ngon. Em cái miệng em cũng bự dữ ha. Dạ. Anh thấy không? Ngày nay em cũng ăn món mấy món này nè. À, dạ. Em không có ăn cơm. Ai nấu? Ai dạ. Làm cái này? Cái này thường là đầu tiên là em làm, bây giờ em train lại cho bếp làm. Uh-huh. Khi nào đông lắm thì em mới nhảy vào bếp. Làm sao em biết? Mấy món này hả? Tại vì anh Việt Thảo biết sao mấy cái này á. Hồi xưa đó em giống như em ăn á, em thích cái khẩu vị này các em làm theo vậy thôi à. À mình chế biến, tự dạ, chế biến. Tự chế biến tự làm nha luôn à. Em biết nấu ăn từ lúc mấy tuổi? 16 tuổi là em biết nấu ăn. Là mẹ dạy hay là chỉ coi rồi bắt chước? Dạ hồi xưa từ nhỏ thì em sống với bà ngoại. Uh-huh. Thì bà ngoại em là người Huế. Cho nên là khi bà ngoại nấu đồ ăn á, anh biết rồi là cái gì cũng chút chút mà nấu ngon lắm. Ừ. Dạ cái khẩu vị của ngoại nấu là cứ mỗi phần ăn cứ chút chút vậy thì dọn lên chút vậy nhưng mà nó đậm đà. Có lẽ em trong gia đình em cũng phải phục vụ cho bà ngoại. Dạ khi lớn lên dạ. Phục vụ cho cha mẹ chồng. Dạ đúng rồi anh. Trong nhà em phải phục vụ cho con cái. Dạ. Anh dùng cái chữ phục vụ đúng nha. Dạ đúng rồi. Tại người miền Trung có cái đó. Dạ. Lo từng chút một. Cái miếng ăn nó rất là cầu kỳ và dạ. Quan trọng. Nó không có xề xòa như người miền Nam. Dạ. Cho nên nếu con gái miền Trung mà chịu khó đó, dùng cái chữ đứa nào cũng nấu giỏi, dùng chữ đứa được nha. Dạ. Tức là mấy em nhỏ nhỏ, đứa nào cũng giỏi hết, nấu giỏi lắm luôn. Em có học thêm thầy không hay là tự chế biến? Dạ thưa không anh, em nấu những cái món ăn ở nhà hàng Hương Đồng này, là cỏ nội này là em nấu toàn là theo gia đình em ăn sao em nấu theo kiểu vậy. Rồi em chế biến thêm qua dạ. Kinh nghiệm. Dạ. Em nấu theo cái. Ăn miếng rồi để nó nguội. Cái này bóc tay được rồi nè, cái này là bóc tay luôn rồi nè. Ôi da dạ, nóng, còn nóng, còn nóng. Vẫn còn nóng anh, còn tại vì cái chảo gang này nó nóng được lâu lắm anh. Dạ, em có biết là mồi anh nó chảy từ trên đầu xuống tới đó không? Tại vì anh ăn ớt cay quá. Oh wow, còn nóng hổi à, nhờ cái chảo gang đúng không? Dạ. Anh nghĩ rằng nó, thức ăn của Việt Nam mình, nó đã thay đổi theo thời đại, theo thông gian thời gian. Có thể ngày xưa mình không có để trên cái đầu bò, mình dùng cái khác đúng không? Sau này sẵn cái đầu bò làm steak, làm thịt bò rồi mình chế biến luôn cho nó gọn. Đó là theo anh nghĩ như vậy. Em thấy hồi xưa cũng bỏ chảo gang á anh, nó có một cái chảo gang á. Nhưng mà không phải đầu bò. Dạ, nhưng mà là cái chảo bằng gang thôi. Ừ. Dạ. Anh ăn kèm như cái này ngon lắm. Khi ăn rau á, anh nghĩ tới người Việt Nam mình có một cái ưu đãi từ thiên nhiên. Dạ. Mà có đôi khi mình không quan tâm tới. Người Việt Nam mình khi ăn rau là do hoặc cái thói quen, hoặc là do cái hoàn cảnh mà ăn. Dạ. Có người sẵn trồng rau nhiều quá rồi ăn luôn. Có người theo cái thói quen ăn cái này phải có rau kia, ăn bánh tráng cuốn tôm thịt là phải có rau này rau nè. Dạ. Nhưng mà ít có ai trong đầu nghĩ rằng khi mình ăn cái rau vô nó là một vị thuốc thiên nhiên để trị liệu. Dạ. Cho nên người Việt Nam mình đó, có nhiều người ít có bị bệnh hoạn. Bệnh hoạn tự nhiên đó là do ăn rau nhiều mà mình không biết. Em thấy mình ăn hú qua, mình ăn rau răm, mình ăn dấp cá, mình ăn tía tô, mình ăn đủ loại hết. Toàn mỗi loại rau là mỗi vị thuốc đó anh. Dạ. Dạ. Anh ăn đi anh, cho nó nóng. Con nữa nha, con nữa. Một con nữa. Là mình hết cái ăn chơi rồi phải không? Anh hai con em con cho nó hết luôn đi. Mình hết ăn chơi rồi phải không? Dạ hết ăn chơi. Rồi, bây giờ là mình bắt đầu mình qua ăn cái món chánh là cái món lẩu cá mú. Lẩu cá mú. À, anh có nghe chồng em á Tân nói là
Cái con cá mú đem về lần này đó, Tân có lấy được cái bao tử cá. Dạ, dạ. Dạ, cái bao tử cá chút làm ra cho anh ăn, đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Nhưng mà cái này hình như không có trong menu. Dạ, tại vì một con cá như vậy anh thì nó có một cái bao tử à. À. Mà bây giờ mình làm thì không có đủ. Là khách người ta dặn á. Dạ, dạ, cho nên là cái nhưng đó... mà mình có quyền, thí dụ con cá nào về mình lấy bao tử được, mình có thể báo cho khách biết là tôi có cái bao tử. Thì cái đó thường thường tụi em hay mời khách. À, mình ăn rồi mình đâu có cho khách đâu. Không, thường tụi em hay mời khách, khách mà nói chung là khách ruột của mình á. Tới thì tụi em hay mời khách ăn cái món đó. Có là tụi em mời khách. Làm sao để trở thành khách ruột? Người ta tới ta ăn hoài, tuần tăng tới 5 ngày lần ăn. Dạ, nguyên gia đình cái tuần nào 5 ngày tới đây ăn. Còn khách mà không ăn 5 ngày thì bằng khách gì? Khách vẫn like. Khách vẫn like. Ngon quá. Ô, còn con nữa phải không? Dạ, của anh. Ăn luôn con này. Dạ, ngon quá, ngon quá. Trời ơi, ăn tới đâu mà hôi chảy tới đó. Con này ăn nó no nghe, chắc bụng lắm mà, tại vì nó thịt nhiều lắm á. Em ăn mấy cái này là lúc nào em cũng ăn rau răm hết đó. Đổi. Hồi xưa tới bây giờ, cái con mớ sồ này, con chăm chép á, anh không có thích ăn. Dạ. Thiệt tình mà nói, nó có những cái ở trong cái lẩu á. Dạ, dạ đúng rồi anh. Rồi người ta có để mớ sồ vô nữa. Dạ. Rồi người ta cũng có nướng. Dạ. Có hấp đủ hết. Không thích. Mà thật sự bữa nay anh nói anh ăn rồi anh có cảm tình. Giống như hồi xưa có những món anh không thích. Dạ. Ngay cái món phở đầu tiên anh cũng không thích đâu. Tại vì khi miền quê anh không có phở. Ăn hủ tiếu, ăn mì, ăn cơm tấm, ăn bì chả, đủ thứ bánh mì. Nhưng mà không ăn phở. Mà lúc anh rồi tại anh, vì anh lúc thích phở. Ở đó dùng quê đó trâu nhiều chứ không có thấy bò. Dạ. Đến khi lên Sài Gòn thì mới được ăn thử tô phở. Mà cũng chưa thích lắm. Ăn à. Dạ. Cho đến khi qua Mỹ rồi cái phương tiện, cái điều kiện đi ăn riết là tự nhiên mình khám phá ra trong cái tô phở nó có những cái ngon của nó. Dạ. Giống như cái chèm chép của em vậy. Cho tới ngày hôm nay thưởng thức được tại Hương Đồng Cỏ Nội mà khi em nướng như thế này. Dạ. Anh đã từng ăn nhiều nơi rồi. Dạ. Nhưng mà gần như trong cái đầu mình không quan tâm lắm. Dạ. Bữa nay anh để ý kỹ, ngon. Thịt nó chắc, nó dai, thơm, nhai, sướng trong cái miệng. Dạ. Ngon lắm. Cảm ơn em. Bây giờ về ha. Dạ anh. Đi về xong rồi. Ừ, mình còn một món lẩu cá mú đặc biệt nữa anh. Đứa nào về ngu quá. Món đó mà anh không ăn là anh hối hận á. À, đứa nào về ngu quá. Dạ. Ừ. Vậy được không hối hận. Ở lại dạ. Để ăn cho được cái lẩu cá mú như thế nào. Dạ đúng rồi. Dạ, mà tôi nói cá bóng mú thì nhân không chịu, nó không có bóng. Không phải cá bóng mú. Yes. Ừ, mà cá mú nó khác cá với mú, cá bóng dạ. Mú. À, để mình coi cá bóng mú khác với cá mú như thế nào. Ăn cái lẩu cá mú với Dịch Thảo ngày hôm nay tại Hương Đồng Cỏ Nội. Dạ. Alright. Wow, các bạn. Đây là món lẩu cá mú. Yes. Phải không? Dạ đúng rồi anh. Đây là món lẩu cá mú nha, tại Hương Đồng Cỏ Nội. Thật sự mà nói tôi chưa ăn được bao giờ. Lần đầu tiên đến với Hương Đồng Cỏ Nội. Con cá mú này nó nặng trên 20 kg. Hay 20 pound. Dạ 20 pound. 20 pound là phải trên cũng khoảng 10 kg. Dạ vâng anh. Mười mấy kg đó, bự dạ. Lắm nha. Cái dạ. Này chỉ là cắt ra, cắt là nhỏ nhỏ đó nha. Dạ. Cái này là cắt ra nhỏ nhỏ nè. Cái này là một khứa nhỏ thôi. Dạ. Ồ, cắt nhỏ ra thôi. Anh, bây giờ cái này em bỏ. Khoan, từ từ, cho anh xin cái này. Thử cái miếng nước trước. Thử dạ. Miếng nước trước. Cái nước rất là đặc biệt. À, cái nước nó đặc biệt ở chỗ là tôi chưa húp bà chủ mà nó đặc biệt rồi. À, ngon lắm anh ơi. Ngon nó, lắm nó anh giống ơi. Như canh chua đúng không? Nó giống như canh nó chua. Nó khác hoàn toàn, nó giống như nó giống giống nó chua chua, dạ. À. Anh ngon có cái tật xấu đó đó. Ngon không? Nó ngon rồi mình phải. Quá ngon phải không? Ngon, dạ. Quá tuyệt giống như vời, uống rượu lắm. Uống rượu mà ngon. Quá tuyệt vời phải không? Công nhận. Em nấu cái này á, không phải là canh chua. Mà em nấu bằng cái trái xoài xanh của mình á. Anh hiểu không? Cái quá trái xoài mà hôm qua mình ăn gỏi đó anh. Ừ. Em lấy cái đó, em gọt vỏ đi. Em nấu với lại xoài xanh với lại cái táo xanh. Em bỏ vào em nấu thành cái nước súp. Ha ha ha. Chứ không có xương, không có gì trong như này. Như vậy nữa. Thì ngày hôm nay có một điều khi các bạn xem chuyện bên lề của Việt Thảo khi thực hiện những thức ăn, các bạn không có lộ lã gì hết. Bữa nay có một cái nha, chính Việt Thảo cũng hơi bất ngờ khi biết được
cái nguyên liệu để mà nấu nên được cái món súp này. Nó là từ trái xoài xanh và trái táo xanh. Hơi lạ nha, hồi đó dạo nó từ me nha, bột nêm nha, rồi nấu giấm nha, nấu chanh, nấu gì đủ thứ hết. Nhưng mà lần này nha, không phải lá giang luôn, là trái xoài xanh và táo xanh. Muốn nấu một cái nồi súp nhỏ như vậy phải cần tới 1.000 cái xoài xanh nha. Mày trai, mày trai, mày trai, mày trai, mày trai. Dạ, cái này em nấu, thường em nấu một nồi bự anh. Cho nên là em nấu một nồi khoảng... Nấu sẵn một nồi bự luôn. Dạ, nấu nồi bự á. Rồi cái mình lấy ra thôi. Mình múc ra. Chỉ có xoài xanh, táo xanh. Dạ, với lại thơm. Đó thấy không, cũng giấu nữa. Thêm đó nó nghe cái thơm nữa chứ. Là chua, anh nhìn anh phải nói trong này cho khán giả, à, không, khán giả biết chứ. Anh chỉ nói cái nước sốt thôi, tại vì cái nước sốt này anh thì nó phải có cà chua, có thơm, có xoài xanh, có táo thơm xanh. Thơm là em bỏ riêng, thơm là bỏ riêng. Em bỏ chung vô đây luôn. Anh muốn nói cái nước không nè, cái nước bằng tiên không làm là gì. Táo xanh với xoài xanh anh nấu ra cho nó mềm, nó nhuyễn xong anh lọc nó lại. Rồi xong bỏ cái nước lấy cái. Húp nữa ngon quá. Dạ. À ngon quá. Ngon quá phải không? À có rau mò ôm. Có ngò ôm, có hành. Em kêu ngò ôm. Dạ. Ở trong Nam tụi anh kêu mò ôm. Mò ôm. Mò ôm. Ừ. Và người Bắc, người Bắc còn gọi là rau ngổ nữa. Ờ, người Bắc dạ, gọi rau ngổ. Dạ. Em kêu ngò ôm. Ngò ôm dạ. Anh cũng có kêu ngò ôm. Nhá. Ừ. Và có người kêu là mò ôm nữa. Và nhiều tên gọi lắm. Dạ. À ớt nè, còn cái này. Hành, đầu hành. Hành, hành, hành. Không có cần trong này nha. Không có cần. Dạ. Lý do tại sao không để cần? Tại vì cần vô nó sẽ mất cái mùi của cái táo xanh với cái xoài xanh, dạ, cái mùi thơm của em. Không thiệt các bạn, để cho xin lỗi cho tôi thử lại miếng nước, nó ngộ lắm, nó chua ngộ lắm. Anh Thảo ơi, em bỏ cá vô chua. Ngon quá à, em muốn ăn quá à. À. Có một điều đặc biệt ở đây, có những cái nước súp đó, anh húp hoài nó được hoài, nó ngon vậy đó. Dạ. Chứ không phải mà húp vô nó chua quá hay chát quá, nó vừa đến độ mình húp hoài được hoài. Bây giờ nè, ở đây mình có cá nè, có cái này nó gọi là cái bí trái đỏ. Bí rợ, bí, dạ, đỏ. Bí đỏ. Trái này cái pumpkin phải không? Dạ, pumpkin. Rồi bỏ vô được chưa hay là bỏ cá trước? À, em nghĩ bỏ cái này vô đi anh, cho nó ra ngọt, cái nước nó ngọt ngọt nữa anh. Dạ, bỏ ra. Rồi xong rồi mình bỏ cái cá luôn. Cái này là khoai môn. Khoai môn. Dạ, từ từ, khoai môn. Bỏ cá vô đi anh. Khoai môn. Có cần bỏ hết hay bỏ từ từ thôi? Bỏ từ từ thôi anh. Này cái này nó mau chín. Anh thấy cá ngon chưa? Sao nó có muốn sống? Sống. Nó sống mà. Nó tươi, nó đụng muốn ăn sống luôn. Dạ. Đương nhiên cái mùi cá nó có, nhưng mà không phải mùi tanh mà thôi. Cá tươi. Dạ. Được quá đi. Nó cái mình bong bong giống như cá sủ ha. Cá sủ cái mình nó cũng giống giống vậy đó. Là cá chẹm nó cũng giống vậy, xong rồi nó dậy ra. Dạ. Muốn bỏ cái đầu vô. Đây, cái đầu đây. Cái đầu này sẽ ngon vô cùng tận nha. Dạ. Ôi trời, con mắt nữa nè. Vô đi em. Rồi. Để cho nó sôi lên rồi mình ăn đúng không? Ừ, nó sôi hơi lâu chút xíu. Dạ. Nó chín. Còn cái này thì mình nhúng lúc nào cũng được. Dạ, cái này là anh thấy cái rau này nó có cải thảo. Nó có cải... cái ngọt. Không phải cải ngọt, cái này là gọi là cải Đài Loan. Nhưng mà nó là loại cải ngọt nè. Không, nó không phải cải ngọt anh. Rồi cái này nó có nấm đinh nữa. Dạ. Nó không phải là cải ngọt không anh? Không phải cải ngọt. Dạ không phải, cái này nó gọi là cải Đài Loan anh. Không phải là cải ngọt dạ. Cái này mà xào ấy xong rồi để nấm dạ, đông dạ, cô rồi dạ, lên đúng đó. Rồi, dạ anh, dạ đúng rồi. Ăn sống vẫn được. Dạ. À thử cái nước mắm của em mà. Anh thử cái nước mắm ngon lắm. Nó sống ở đây cũng đặc biệt nữa. Hương ơi, ủa Hương hả? Hồng. Hồng. Em có cần đẩy cái nắp lên cho nó dậy chín không? Lấy cái nắp đậy lên đây. Nấm đinh. Nấm đinh. Nấm đinh tại vì giòm nó giống như cây đinh. Dạ. Cái này ăn sống được nữa nha. Thử em ăn sống này chưa? Dạ chưa. Thử ngon. Ngọt ngon lắm luôn. Ngon vậy hả? Ngon hơn ăn chín á. Vậy lần đầu tiên em ăn sống thấy ngọt kia. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhớ hồi nói tân nha. Sao vậy anh? Cái bao tử cá. Ngon. Yeah, phải có ha. Dạ, chút nữa, chút nữa, chút nữa. Dạ. Mà xào ha, xào nó khác không? Dạ. Chút xíu nữa cho nó chín.
anh bỏ cá vào cái dĩa này anh ăn. Lấy cái chén ra. Chín quá nó sẽ không ngon đúng không? Nó phải chín cá mà. Bây giờ cái này mình ăn với bún nè. Bún với rau. Dạ. Và miếng bún vô. Anh biết. Em có ăn bún không? Dạ không. Sợ mập chứ vậy? Em không ăn bún, không ăn cơm nói anh rồi đó. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi không ăn bún, không ăn bún, không ăn cơm? Mấy tháng năm mà. Gì hả? Em ăn mấy cái đồ hồi nãy. Có thấy thèm không? Dạ không. Có lý ha. Không ăn bún, không ăn cơm. Cất cái nắp gì mẹ cô đi. Dạ. Khoan, bỏ vô người để coi cho cá chín chưa cái đây. Nhưng mà anh bỏ cái này vô anh ăn trước cái này đi. Dạ được. Nhúng vô ăn cái này trước dạ. Đi anh, cái cá nó lâu chín. Dạ. Mình ăn mấy cái rau trước đi. Ăn rau ăn nấm rồi trước đi. Tại vì hai đứa nãy nhiều chuyện đó, lo nói á. Nên giờ đói. Nhưng bây giờ ê, em bỏ vậy nó nguội lại thì cá nó còn lâu chín nữa. Được không sao? Rồi bây giờ cái rau anh ăn được rồi. Dạ. Cái rau này mình chỉ để lấy miếng nước anh ăn với bún trước. Yeah. Thử nha, thử cái chén bún này nha. Ngon quá. Ngon quá phải không anh? Cái nước nó ngon thì nó ngon. Chứ cái nước không ngon ăn cái gì nó cũng không ngon đâu. Dạ. Em ăn lẩu là anh Thảo có biết em thích cái gì nhiều hơn không? Rau thôi. Dạ em mê nhúng cái nước này vô rau em ăn thôi. Đố em anh đang ăn cái gì? Anh đang ăn hành hả? Dạ. Sao em ăn là em thích ăn cái rau nè. Muốn bỏng miệng luôn. Nó ngon quá mà không ngưng được. Anh thử miếng cá nè. Dạ. Như vậy là bây giờ chia ra em ăn rau anh ăn cá. Dạ đúng rồi anh. Dạ em diet. Ăn cá đâu có diet đâu anh. Ăn cá diet đúng rồi. Dạ. Mà anh ôi cha là... đây nè ngon quá nè chín rồi. Anh bỏ cái gì á? Dạ. Nếu mà chưa chín thì ở trong nó còn cứng. Nếu mà vẽ ra được thì nó chín. Chưa. Không cá này nó còn, dai lắm anh. Không cá này dai. Còn bên còn, trong còn chút xíu nữa. Nhờ bên ngoài mình ăn trước được rồi. Bên ngoài ăn miếng được rồi nè. Ngon quá. Nóng phải không? Cái tội ham ăn. Nóng ngon quá anh Thảo ơi. Em bây giờ cũng đổ mồ hôi rồi nè. Ngon. Anh cũng ít khi nào ăn bún mà vì anh chịu rồi đó. Chịu bỏ bún vô già rồi đó. Tại vì cái nước nó ngon quá. Như vậy thì bữa nay mình biết được cái nước mà ở nhà mình có thể chế biến làm được. Là mình lấy xoài. Xoài xanh. Trái táo. Táo xanh luôn nha. Táo xanh luôn, dạ. Với thơm. Thơm luôn, để dạ. Mình làm được cái nước ngon. Dạ. Như vậy thì nếu mà nấu thức ăn chay, người ta có thể dùng cái đó để dạ, làm cái. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cái này tại vì em không có xương hầm gì hết trơn á. Tại xương vô thì cái mùi á nó... Mùi thịt nó khác rồi. Dạ, không có ăn lẩu cá nó ngon. Như các bạn Phật tử nào ở trong chùa á, nếu có coi được video này mình thử nha. Hôm nào mình nấu cái nước súp canh chua ở trong chùa, lấy xoài xanh, táo xanh và khóm mình nấu thành nước súp chua. Rồi mình ăn với bún, ăn với rau, lẩu đàng hoàng. Thì thay vì cá mình thấy bằng đậu hũ. Nha. Ở đây là mình cũng có cái trái bí rợ. Ở đây có cái khoai môn hay là khoai tây. Tất cả mình chế biến được hết. Thì chỉ có thay thế thịt cá bằng đậu hũ thôi, mì căn. Nó sẽ có một cái bữa lẩu rất ngon. Nha. Ngon lắm. Ở đây tụi em hay bán cái lẩu nấm anh. À. Dạ, lâu lâu người khách ăn chay á, mà thích ăn thì tụi em làm bằng nấm không, với rau. Dạ. Đậu hũ giống như anh nói vậy đó. Anh nghĩ miếng cá có thể được. Dạ. Khoai chưa? Chắc xuống lấy nước thêm thì chị đi, nấu dưới cho sôi thiệt sôi bỏ vô luôn. Dạ. Con cá bóng này được cái con cá mú này được một cái nó không có bị tanh. Dạ, cái này không tanh. Rất là béo mà ngon. Cái này anh Việt Thảo biết là lâu lâu gia đình em hay làm món gì không? Anh cắt mỏng ra anh làm với lại gọi là gọi đảo. Làm với mẹ anh ăn nhúng ngon á. Dạ ăn sống ngon. Chua chua. Dạ. Lâu lâu gia đình em cũng hay làm món ăn về bạn bè tới tụi em hay đãi mấy món đó. Bụng đầy bự đó mà nó vẫn còn ngon miệng quá.
Một cái lẩu như vậy một gia đình ăn có chừng 5 người được. Dạ, 4 người, 5 người ăn hết cái lẩu này anh dạ. Mà ví dụ mình ăn hết cá mình kêu thêm cá được. Dạ, được dạ. Anh dạ. Hết nước thêm nước, hết cá dạ, thêm cá. Dạ, thêm nước, thêm rau, hết thêm cá, bún, dạ. Dạ, hết cái gì thì quý khách có thể gọi cái đó anh. Hết tiền kêu đưa tiền nữa. Ngon quá. Thiệt là ngon. Ăn ngon quên uống luôn á. Bây giờ đang chờ nó lên. Anh ăn cái miếng khoai môn, miếng bí đỏ. Anh có bỏ đầu cá vô nữa kìa. Dạ có đầu cá nữa. Các bạn ơi, nói chung cái nghệ thuật ẩm thực Việt Nam nó thay đổi tùy theo vùng, tùy theo miền, tùy theo cái thời gian không gian và tùy theo bối cảnh hoàn cảnh của lịch sử. Có khi cái lẩu cá mú ở Việt Nam có thể khác một chút. Dạ. Qua đây nó thay đổi một chút từ cái hương vị, cái nguyên vật liệu và ngay cả cái cách ăn uống. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay một lần nữa Việt Thảo xác nhận khi đến ăn tại Hương Đồng Cỏ Nội, nó cho ta được những cái hương vị mà làm gợi về, nhớ về cái quê hương của mình, nơi chôn nhau cắt rúng ở cái thời thiếu thời mà chúng ta đã được ăn những thức ăn ở Việt Nam. Có người nói bây giờ về Việt Nam ăn không giống như bên Mỹ. Cái điều đó tôi suy nghĩ cũng có thể có. Tôi không đặt vấn đề ngon hay dở, mà tại vì cái cách nấu có thể nó khác nhau. Do cái điều kiện sinh sống, điều kiện sinh hoạt ở bên này, cái sự chế biến. Có thể ở đây nấu cái nước súp này bằng cái trái xoài hay là cái trái táo, Việt Nam có thể nấu cái nước súp bằng cái nguyên vật liệu khác. Nha. Cho nên hãy đến với Hương Đồng Cỏ Nội ở tại Lý Đô Sài Gòn, chúng ta ăn thử những cái món mà Việt Thảo đã ăn, rồi các bạn sẽ tìm lại cái hương vị ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại, mà tôi gọi đây là văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Bây giờ mình ăn tới đây rồi, cá ăn rồi, khoai thì chưa ăn đúng không, nhưng mà làm sao kêu tân chồng em đưa ra được cái món mà tôi dành chờ nè, là cái bao tử cá mà không có ai có được nha, không có trong menu nha. Dạ, hình như anh đang xào ở trong bếp anh. Bây giờ ăn thử cái miếng khoai. Ăn thử cái miếng khoai môn một miếng thôi. Em một miếng nhiều quá, nhiều quá. Để một miếng thôi, một miếng thôi. Dạ. Ăn một miếng. Dạ. Để coi ăn trong cái lẩu mà cái miếng khoai môn nó như thế nào. Anh đoán được nó sẽ dẻo lắm. Thơm, thơm cái mùi khoai môn quá. Ngon quá. Ngon quá, nhưng mà phải đề phòng nóng quá. Nóng quá phải không anh? Phải. Tại vì nó trong này mới đem ra mà. Nhưng mà ây da, cái cá nó ngon khác nha. Cái khoai môn nó ngon khác à. Nóng. Dòm cái mỏ chu ra là biết nóng rồi. Muốn thử món bí. Muốn thử món bí. Dạ. Anh lấy món bí cái trứng bí. Dạ anh đưa em lấy cho anh này. Anh lấy cái này múc, có cái gì múc ra thì có lấy găm. Đây này anh. Dạ. Chắc nhà hàng em phải mở máy lạnh thêm rồi. Đổ mồ hôi rồi. Ai cũng bảo lạnh có mình ăn, anh ăn toát mồ hôi luôn. Dạ. Chín rồi nè. Dạ, anh dùng đi anh. Dạ. Cái này mà lỡ nóng nó rát cái lưỡi gần hết ngon. À. Nóng quá ngon. Anh thấy phải để cái vỏ luôn nha, nó giòn, gọt vỏ ra nó không có giòn nữa, mềm mà mềm giòn. Thực sự cái vỏ nó còn chứa, nó giữ những cái vitamin. À. Ngon quá. Chưa kể là tới nấm nè. Bây giờ ngồi ăn đi, nhưng trong lòng đang nghĩ tới cái bao tử. Tại vì nó sướng cái chỗ là nó chỉ có một cái bao tử hả? Dạ. Cá có thể chặt ra nhiều miếng thịt, nhưng bao tử nó có một cái một hả? Thật sự bây giờ mình chế biến, mình bỏ đậu bắp cũng được. Mình muốn bỏ cái gì vô cũng được. Dạ đúng không? Rồi anh.
có nhiều người khách họ ăn cái lẩu này thêm anh biết không, họ gọi em thêm một dĩa bạc hà, một dĩa đậu bắp giống như anh nói á. Dạ. Bây giờ họ muốn thêm cà thêm gì, nói chung tất cả tùy khách họ yêu cầu cái gì đấy. Tại vì nước súp em là nấu sẵn rồi, nếu họ thích cái gì thì họ order thêm cái đó. Có một cái này nói theo sự suy nghĩ của anh thôi, chưa chắc đã đúng. Dạ. Hạn chế ăn cái bạc hà. Dạ. Tại vì cái bạc hà làm cho người ta dễ bị gao nhiều. Ồ, oh, vậy hả anh? Hạn chế lại. Oh. Đó là theo anh nha. Theo suy nghĩ có thể trật nha. Nhưng mà thà mình bớt ra nó đỡ hơn. Đây nè, cái đầu nè. Cái đầu nè. Cái đầu nè. Cái này là cái béo ngậy luôn á, ngon lắm luôn á. Mà nó giòn anh. Dạ. Nó sùng sùng đó, nó giống như cái sùng vậy đó. Nóng luôn. Bạn ôi trời ơi. Ôi cha ơi, anh cái cục ở trong nè. Kìa. Dạ dạ, đây đây nè, cái chỗ con mắt nè. Trời ơi, cái chỗ này là ngon dữ lắm luôn. Anh nghĩ nếu ở nhà mà mình làm một cái lẩu như thế này đó, tốn công sức dữ lắm. Dạ. Nào nóng nước súp nè, nào phải đi mua cá nè, làm cá chi chắc cá tươi bằng hay cá khác. Phải đi luộc bún trụng bún nè, phải làm rau đủ loại hết. Dạ. Mất biết bao nhiêu thời giờ. Thôi thì ra đây ăn cho nó khỏe. Dạ. Xứng đáng nhá. À, một cái lẩu với em bán anh Thảo biết giá không có nhiều. Là bao nhiêu? 35 đồng. Gì kỳ vậy? Dạ. Anh đi ăn ở tiệm Mỹ một cái steak không 32 đồng rồi cộng thuế má. Nguyên cái này một cái set của em như vậy chỉ có 35 đồng thôi, cho 4 tới 5 người ăn cũng được nữa. Trời ơi. Người ăn chưa tới 8 bạc. Dạ. Gia đình người ta đi ăn á, người ta kêu một cái lẩu này là đủ rồi. Có người ăn hai người ăn nhiều thì hai người, ba người. Nè. Người ăn ít thì 5 người. Em có dặn cái đầu cá không? Dạ có. Ngay chỗ này nè. Nhưng mà giờ anh dành ăn rồi. Hả? Anh dặn anh ăn mất rồi. Em nói câu đó anh đưa lại em có ăn không? À. Anh dặn anh ăn rồi mất tiêu rồi. Dặn gì? Cái này của anh mà dặn gì? Chừng dành. Nào của em anh dành mới gọi là dặn. Cái này của anh mà. Em nói câu đó là em đang dành ăn với anh. Cái này là ngon nhất rồi. Dạ. Này phía chung quanh cái mắt nó béo. Nhưng mà anh ăn với cái này nè anh. Cái sụn này nè ngon lắm. Trời ơi thiệt là ngon. Tại sao mình phải sống khổ cực? Cả cuộc đời đi làm đụng vất vả. Về nhà nghe, không dám ăn. Nấu tô mì gói, nấu cái nồi cơm, rồi kho quẹt, rồi luộc cái lạp xưởng, rồi đập mấy cái trứng gà. Mua con gà về luộc, rồi mua con cá về kho. Cực khổ chi vậy? Không ăn được cái lẩu, tại lẩu làm mất công quá. Dám bỏ thời gian cực khổ, thì cũng dành thời gian để chăm sóc cho cái đời sống của mình tốt hơn. Ăn cho ngon, ngủ cho ngon, nằm chiếc giường thì biết mua cái chiếc giường cho tốt, mua cái căn nhà cho lớn để che nắng che mưa, trong khi ăn phải tằng tiện chắc ngót. Đến đi, không phải riêng Hương Đồng Cỏ Nổi, bất cứ nhà hàng nào cũng được. Có dịp đi ăn, mời bạn bè kéo đi ăn, ăn cho ngon, thưởng thức, nghe, hưởng thụ cái đời sống của mình, phải không? Dạ. Ừ, dạ. Yeah. Đây, bây giờ anh Thảo cái món nãy anh Thảo đang. Cái gì vậy? Bao tử cá đó. Nó xào. Tưởng bao tử là chỉ chặt chặt thôi mà cái này xào luôn vậy đó hả? Dạ, xào với lại cải chua, vậy? Hành. Dạ. Cái này là ăn cơm được rồi, đâu cần ăn lẩu đâu. Dạ, đúng rồi, cái này ăn chơi nhậu. Ấy dạ. Tưởng là cái bao tử cá là cái fresh mình nhúng vô đây chứ. Dạ, không ăn. Cái này xào đặc biệt với lại dưa cải chua với lại hành. Với cái này ăn cơm được mà. Dạ, đúng cái này không? Là nhậu. Nhậu. Ăn cơm. Thử nha. Dạ. Đi thử cái dưa chua. Ăn thử đi, em cũng ăn. Ừ, tăng đâu rồi. Cái này không có bán cho khách. Dạ, ít lắm anh. Các bạn ơi, tôi xin lỗi nha. Cái món này nếu mà các bạn đến đây mà kêu Hương Đồng Cỏ Nổi mà phải có cho được cái món bao tử cá xào với dưa cải chua nghe, không có nha. Đừng làm khó người ta nha. Đừng có nói là tôi thấy Việt Thảo ăn được là tôi phải ăn được nha. Con cá nó có một cái bao tử, mà cái bao tử ra nó nghe hai vợ chồng dân với tân á, nó dành ăn nó còn quánh lộn nhau, chừng nào mới tới phiên mình, phải không nè? Nhưng cũng không biết được. Hên nha, gặp ngay lúc cái bao tử ra mà ông chủ ông vui nha, sẵn sàng đem ra mời khách. Bây giờ tôi mới ăn miếng dưa chua thôi, miếng dưa chua thôi mà nó đã trong miệng rồi. Tại vì cái dưa chua này nó khác với dưa chua xào hột gà. Dạ. Xào hột vịt, dưa chua này xào với bao tử cho nó có cái hương vị của hải sản trong đó, thiệt là ngon. Không dám dòm không? Dòm chảy nước miếng. Đúng rồi anh. Ăn. Để anh ăn cho ngon miệng đó.
đâu có liên quan gì cái lẩu đâu. Đúng là cái này là phải cái tươi à. Nói với Tân á, lấy cái tươi ra nè, sắc miếng miếng ta nhúng lẩu ăn nó giòn cứu à. Con này đã xào rồi, cái này nhậu riêng rồi. Ôi trời ơi. Anh thấy giòn chưa? Vậy nha quý vị nha, lại đây đừng ăn lẩu nha. Chứ đòi cái món bao tử cá. Ngon quá. Mình mới nhìn mình tưởng như cái lỗ tai heo. Sắc dạ. Nó dày vậy đó. Dạ. Tuyệt trời. Không được rồi. Tự nhiên bây giờ anh quên hết cái này rồi. Bây giờ là anh về ăn món này thôi phải không? Em ơi. Hồng. Mình có cơm không em? Lấy ra cho anh Dịch Thảo nửa chén cơm thôi. À, cảm ơn. Cái món này nó giống như là dưa cải chua xào với heo quay có nè. Dạ, dưa cải dạ, chua xào với lòng heo có nè. Nhiều lắm. Giờ Thảo nhắc lại một lần nữa nha. Đây là trường hợp đặc biệt mới làm con cá tươi ra. Cái bao tử này ngay cái lúc này có. Chỉ cần vài tiếng thao là không có nha. Chứ không phải là lúc nào không có thì đến đừng có làm phiền ông chủ tội nghiệp. Nhưng mình có quyền hỏi. Dạ vâng. Anh ơi, cái bao tử có không? Dạ. Dạ. Trời, cảm ơn em. Dạ. Đó, tôi ăn muốn cơm với anh. À, em đâu có ăn cơm đâu. Trời ơi, cái này. Bị cái này anh phải ăn thêm một cái. Cái món... này phải xì dầu chứ không phải là nước mắm. Cái anh... này xì dầu mới ngon. Miếng xì dầu đi. Không sao, không sao, ăn em cái này đủ. Em để cho anh một cái con cá nha, cá kho cho anh ăn chung dạ không, nha. Dạ không, dạ không. Không ăn. Ngon quá. Ngon quá hả anh ha. Em ăn đi. Cái ngon lại là cái dưa cải chua. Mà cái dưa cải này là mình muối xối đó anh. Cho nên nó không có bị chua. Ở nhà em làm hay làm mua ngoài? Dạ, tụi em tự làm hết. Wow. Mấy cái dưa này là tụi em không có. Ngon quá. Dạ, không có tự mua. Tại tụi em bán nhiều lắm anh. Cái này tụi em nấu canh cải chua nấu sườn này kia đó. Tụi em cần cái dưa này nhiều lắm cho nên là tụi em đâu có mua ngoài được. Nếu mà em xào với thịt ba rọi được cũng ngon hết á. Dạ. Yep. Ô, trời giỏi quá. Đem ra miếng dừa, miếng ơi. Cái này chấm xì dầu mới ngon. Chưa có ớt hả? Đủ rồi, đủ rồi. Cay rồi. Chưa có ớt chậm hả anh? Được em, được. Anh không ăn cay nữa hả? Cay quá. Sợ cay rồi hả? Không. Ngon quá. Hôm mới có thể hầm nhỏ lại giùm chị. Nhỏ xíu thôi em, nó cạn hết. Thiệt là ngon. Mềm mấy cái hồi ăn không ngon. Kinh nghiệm đừng để cây này nó bị nóng. Ok. Thiệt là ngon. Ngày hôm nay mình ăn được 3 món khai vị, 3 món ăn chơi. Đó là ốc len xào dừa, nghêu hấp xả, và cái con chim chép nướng mỡ hành, và cái món chánh nữa là cái lẩu cá mú. Và đồng thời hôm nay được thưởng thức cái món bao tử cá mú xào cải chua. Yeah. Ngon tuyệt vời luôn. Ngày thứ hai đến với Hương Đầm của nội, anh muốn tiếp tục con đường. Dạ. Ngày thứ ba tới nữa. Cảm ơn anh. Cái cuộc hành trình này nó sẽ tiếp tục mỗi lần, mỗi ngày khi có dịp về với Cali. Dạ. Anh đến với Hương Đầm của nội anh ăn. Ăn chừng nào mới để hết món mình nghĩ. Vậy là nhiều lắm đó anh Thầy Việt Thảo. Không cần biết. Dạ, nhiều món. Vừa ngon miệng. Nhiều món lắm. Vừa ngon miệng, vừa giới thiệu đến với người Việt Nam khắp nơi những thức ăn ngon ở tại Hương Đầm của nội, nằm ngay trong khu Little Sài Gòn ở trên đường Bôn Sa, trong khu Phở Nguyễn Huệ. Và dạ, đây là cái tiệm Đồng Khánh dạ, cũ. Vâng. Dạ. Em có một cái lời gì nữa nói đối với những người đang xem video hôm nay của anh, những người bạn của anh, những fan của anh, về cái tiệm của em, hay cái tâm tư, tình cảm của em dành cho những thức ăn mà em đã nấu ở đây? Dạ,
Thưa anh Việt Thảo, em cũng mong là mỗi thực khách mỗi lần mà ở phương xa đó anh, mấy tiểu bang xa mỗi lần về Cali mình chơi đó, Lido Sài Gòn đó, thì ghé Hương Đồng Cỏ Nội. Tại vì ở đây nhà hàng của em chuyên về những cái món ăn mà của Việt Nam. Những cái món ăn nói chung là quê hương, đậm đà quê hương. Nếu mà ai đi xa xứ lâu năm á, thì về tới nhà hàng này sẽ tìm lại được cái hương vị của quê hương Việt Nam mình. Dạ. Và cái hương vị nặng nhất là hương vị miền Trung nha, của người con gái xứ Huế. Dạ. Việt Thảo sẽ tiếp tục lần thứ 3, và nếu được thứ 4, thứ 5, những lần khác nữa, những video clip kế tiếp trong những chuyện Minh Lệ gửi đến các bạn để giới thiệu về nền văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại, cũng như đặc biệt tại Lido Sài Gòn ở miền Nam California, và riêng ở tại Hương Đồng Cỏ Nội ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong là các bạn vẫn tiếp tục thèm với Việt Thảo và hôm nay có được những gì chúng ta biết được về nhà nấu cho ngon. Alright, thank you and I love you. Thế giới ngày càng ô nhiễm, thức ăn nhiều độc tố, lo âu dồn dập, bệnh tật tràn lan. Chưa kể đến những căn bệnh ung thư bất hạnh nảy sinh trong quanh chúng ta. Người dân bản xứ từ Okinawa, Nhật Bản đã từng biết gìn giữ sức khỏe cho riêng mình nhờ vào dược rong biển bất tử Mozuku với chiết xuất Fukuden thiên nhiên trong lành. Cố gắng vượt qua những tồi tệ của môi trường ô nhiễm và ứng phụ đầy nguy hiểm. Công ty Lotus làm tròn sứ mệnh mang về cho chúng ta Super Fukuden dạng nước 5.357mg trong mỗi chai hòa quyện cùng nghệ đỏ AHCC từ nấm shiitake, nấm agaricus, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, glutathione, alpha lipoic acid giúp DNA khỏe lại và với kỹ thuật cao nhất trên thế giới là liposomal thẩm thấu gần như tuyệt đối. Mỗi hộp 10 chai tinh túy ấp ủ nhựa sống phục hồi sức khỏe và giữ chặt niềm hy vọng của chúng ta. Cho nên Dũng xin hân hạnh giới thiệu và gửi đến quý vị Super Fukuden dạng nước Imotaro Kaso 5.357mg có 102 trên thế giới. Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đó các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu cháy nha. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5, khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS,
tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chợ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chợ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Ê, các bạn đang xem YouTube nha. Đang xem Việt Thảo phải không nè? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500 mấy chục cái chuyện mình lại. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết. Chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này, các bạn đang xem Việt Thảo nè, đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha. Click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi, tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright, nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ này. Alright.